Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với chương mục review game. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em hai nhân vật siêu đặc biệt ở trong Honkai Impact. Đó chính là Seer. Nhân vật Seer này có hai nhân cách là Seer ánh sáng và Seer bóng đêm. Điều đặc biệt là Seer bóng đêm có thể tự điều khiển được cơ thể của mình, vì cô ấy đã từng đánh bại được một đối thủ vô cùng mạnh. Trong khi đó, Seer ánh sáng vẫn chưa thể điều khiển được sức mạnh của mình. Sức mạnh bóng tối của Seer không chỉ cực khỏe để có thể tiêu diệt được kẻ thù, mà nó còn khiến cho Seer bóng tối cực kỳ tàn bạo. Nhưng Seer bóng tối vẫn luôn giữ lời hứa của mình là vẫn sẽ cố gắng hết sức để đáp lại sự tốt bụng và dịu dàng của Seer ánh sáng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa nào mà không vào ngay Honkai Impact để chiến cùng với Hero Team nào. Đối với những người đăng nhập lần đầu và hoàn thành nhiệm vụ sớm, các bạn có thể nhận được những nhân vật VIP và mạnh nhất trong game. Còn chần chờ gì nữa nào, tải game ngay thôi mấy bạn ơi. Hello tất cả mọi người, như các bạn đã xem ở tập trước thì Phong Cận và Kairon đã phát hiện ra một nàng tiên cá vô cùng xinh đẹp ngoài bãi biển. Và Phong Cận đã thích nàng tiên cá này từ cái nhìn đầu tiên. Trong tập này, Hero Team sẽ biến thành nàng tiên cá để kết bạn cùng Sammy. Mình đã quyết định sẽ xây tặng cho Sammy một tòa lâu đài kim cương siêu to khổng lồ ngoài bãi biển để bảo vệ Sammy khỏi bọn cướp biển. Hãy cùng xem tòa lâu đài này sẽ đẹp như thế nào nha các bạn. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho Phong một like, một share và nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Lưu ý, video chỉ mang tính chất giải trí và không hề cổ suý cho bất cứ hành động xấu nào nha các bạn. Cùng vào video thôi nào, let's go. Đó, mọi chuyện là như vậy đó, ca mui nghe có ghê không? Ui, thật luôn á Phong, có nàng tiên cá thật luôn á hả? Đúng rồi, trên đời này có nàng tiên cá thiệt luôn á nha. Simmy nghe, Simmy có tin không? Sao nghe khó tin dữ ta. Trời ơi, trời, hai người này không tin mình kìa Kairon ơi. Rõ ràng nha là trong lần trước á, tôi với Kai đi câu cá, xong hai bọn tôi gặp được nàng tiên cá đó, nhưng mà hai người còn lâu mới gặp được nàng tiên cá. Đúng rồi. Ủa, Kai gặp nàng tiên cá rồi hả Kai? Đúng rồi, trời ơi, hôm bữa Kai cũng gặp nàng tiên cá luôn nè. Nàng tiên cá dễ thương lắm á. Ủa, nếu mà thế thì tức là nàng tiên cá là có thật. Ê, chứ cho bọn tôi gặp đi. Trời ơi, đâu có đơn giản vậy đâu mấy bạn. Đâu phải là muốn kết bạn với nàng tiên cá là dễ dàng vậy đâu. Hai người không biết đâu, hôm qua nha, tôi với Kairon á là phải đánh nhau với 100 tên cướp biển giải cứu nàng tiên cá, thì nàng tiên cá mới chịu kết bạn với hai bọn tôi á. Hai người còn lâu mới được gặp nàng tiên cá. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mọi người là bạn của nàng tiên cá thì rồi thì giới thiệu cho bọn tôi gặp đi. Ôi, đâu có dễ gì bạn ơi. Đâu dễ bạn ơi. Đó là bạn của Kai với bạn của Phong mà. Giờ mà muốn gặp nàng tiên cá đúng không? Thôi thì hai người bao tôi với Phong ăn pizza cả năm đi. Đúng rồi. Cả năm luôn hả? Trời, làm gì lộ quán tôi chết, không được. Trời ơi nè, tôi nói hai người nghe nha, nàng tiên cá rất là sợ con người luôn, không phải là dễ dàng gặp được đâu. Cho nên á, bây giờ 100 cái pizza để có thể gọi là gặp được nàng tiên cá quá rẻ đúng không Kai? Đúng rồi, quá rẻ. Hồi nãy là Kai định lấy 10 năm á, nhưng mà thôi Kai gọi là nghĩ lại thôi, Kai lấy 1 năm thôi. Đúng rồi. Được rồi, Sim ơi, Kamui chia một nửa với Kamui, Kamui chịu một nửa cho. Thôi ok, được rồi, một năm được chưa, nhưng mà hai người phải dẫn tôi đi xem nàng tiên cá. Ok, được luôn, nàng tiên cá là bạn của bọn tôi, chỉ cần đi chung bọn tôi là nàng tiên cá sẽ kết bạn với hai người luôn. Đi theo tôi nha Linh. Đi thôi, let's go. Let's go, cùng nhau đi gặp nàng tiên cá nào. Nhanh lên. Trời ơi, lâu quá vậy mà lâu. Muốn gặp nàng tiên cá là phải ra ngoài bãi biển mới gặp được nàng tiên cá. Đi có chút xíu thôi mà ca mui đã than lâu rồi. Ca mui này ăn cho nhiều vô, đi bộ có xíu rồi la làng rồi. Trời trời. Nhưng mà lâu thật mà, từ nãy giờ mất cả nửa tiếng đồng hồ đấy. Trời lao nửa tiếng ơi, tính ra đây là nhà của dịch nè chị. Nhà của chị đằng kia kìa. Đúng rồi, kế bên luôn. Nè, bây giờ nè, hai người nhìn nè nha. Đây, hai người có thấy ai ngoài cái hòn đảo kia không? Ủa, nàng tiên cá thật kìa Cam ơi. Trời ơi, mấy bạn thấy không? Xe gì? Camu với lại Simmy vừa thấy nàng tiên cá cái là hai người này mơi là trời ơi, Simmy nổi trái tim luôn. Ok, thôi giờ hai người đi theo tôi qua đây, tôi sẽ dẫn hai người qua bên đó gặp nàng tiên cá luôn. Đây bạn coi nè, ở đây mình mới xây nguyên một cái cây cầu để mình đi qua luôn này. Đó, đi qua nè, qua đây. Cẩn thận nha. Sammy ơi. Sammy ơi. Hello Sam. Trời ơi trời, hôm nay là Sam. Tôi dẫn hai người bạn của tôi đến đây để giới thiệu cho bà nè. Giới thiệu với Sam. Đây chính là Kamui, còn bên đây là Simmy. Đấy, hai người bạn của tôi á, làm quen nhau đi. Hello hai người nha, hello hai người. Chà chà, là tên cá bạn xinh quá à.
Thank you nha. Trời ơi trời, mình có gì đâu mà. Phong bây giờ cho tôi gọi là gì đã tới gọi là xem cái đuôi cá của bạn ấy đâu, nhìn máy đẹp quá à. Được chứ. Trời ơi, bạn nàng tiên cá này rất là dễ thương luôn. Lại xem cái đuôi cá đi. Ôi, tôi coi được đuôi cá này. Hay ờ, thích liền, trời ơi, thích liền luôn các bạn ơi, bạn thấy không? Không, Sim thích luôn. Ôi, Simmy với Ca Mui nhìn thấy cái đuôi của nàng tiên cá cái là thích liền luôn. Trời ơi, trời, đúng là con gái mà. Trời ơi, trời. À mà khoan đã, Sam ơi, tính ra là tôi ra chỗ này nhiều lắm rồi á, mà tôi tự nhiên tôi để ý cái một cái điều này nè, không biết mọi người có để ý giống mình hay không. Đó chính là cái biển đó bạn, sao mình để ý nha, nó toàn là có mấy cái con mực không à, chứ nó không có một con cá nào hết trơn á, hình như có mỗi mình Sam là cá thôi, Sam ơi. Biết làm sao không? Tại vì con người mấy người xả rác quá trời luôn, cá đi hết chỗ khác rồi, làm sao sống được. Ồ, thì ra là như vậy à. Ê, nhưng mà lần trước tôi với Kairon đã dọn sạch sẽ bãi biển rồi, cho nên bây giờ á, có cách nào cho mấy bạn cá quay trở về cái hồ, cái biển này không? Chứ giờ á, không cái gì, nguyên một cái biển to đùng mà không có nổi một con cá nào hết trơn á, buồn chết luôn á. Đừng lo, đã có tôi thể giúp cho mấy em cá về đây được luôn á. Chỉ cần một câu nói của tôi thôi thì các em cá sẽ trở về bên tôi luôn. Ồ, thiệt hả? Vậy thôi giờ Sam thử Sam làm cách nào để cho mấy bạn cá quay trở về với cái bãi biển này đi. Nhanh lên. Nghe tôi nói nè, các em cá đáng yêu của chị ơi, trở về bên chị đi. Đâu, cá đâu mọi người. Này, nhìn xung quanh đi, đó, có chưa cá luôn. Ôi, trời ơi, mấy bạn ơi, bạn coi kìa, nguyên con cá heo luôn. Trời ơi, bạn quá trời cá luôn kìa. Trời ơi, nhiều cá quá anh em ơi, trời ơi, nhìn kìa. Vậy là từ nay bãi biển của Hero Team đã có cá trở lại rồi bạn ơi. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi, nguyên bạn cá heo luôn. Từ tôi xuống chơi chung bạn tôi coi. Bạn cá heo ơi, trời ơi, tôi nhớ bạn lắm, tôi cũng là cá heo nè, nhưng mà tôi ở phiên bản là con người. Trời ơi trời, tôi nhớ mấy bạn quá. Trời ơi trời, đã quá. Má heo bơi đi rồi Phong ơi, ý là không quen biết nhau đó Phong. Tào lao, cá heo là bạn của em mà, chị này kỳ quá. Cảm ơn Sam nha, bởi vì Sam đã giúp cho cái hồ này có lại cá, vui quá. Ủa bạn ông làm gì á? Ơi cay ơi. À vậy, tại sao bạn lại câu cá vậy? Đâu, mình không có con cá đâu. Ê, đừng có hiểu lầm nha, nha nàng tiên cá. Tôi chỉ đang gọi là thả mồi cho cá ăn thôi. Nè, đó, hiểu không? Ủa, vậy hả? À, chỉ đang thả mồi cho cá ăn thôi, ok. Thả mồi nè. Cái này, có bên, đang ở bên cạnh nàng tiên cá mà còn câu cá nữa. Người ta mà biết được sao người ta nghỉ chơi với ông luôn á. Trời trời. Thôi được rồi. Hey, nhưng mà tôi thấy là cá cũng quay trở lại á. Nhưng mà Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, bà là nàng tiên cá thì bà sống ở trong cái hòn đảo bé tí tẹo nè, tôi thấy nó hơi nguy hiểm á. Với lại bà nhớ lần trước không, có quá trời gọi là tên cướp biển đến đây để bắt bà luôn. Tôi nghĩ rằng bây giờ á, bà hãy gọi là về sống chung với Sim và Camui đi, được không? Không được, tôi là nàng tiên cá, tôi chỉ có thể sống ở dưới nước thôi, không thể nào là sống ở trên bờ được. Hay thì dễ mà, bây giờ nè, Sim với Camui hai người có đồng ý cho nàng tiên cá sống chung với hai người không? Nhất là có rồi, trời ơi, được sống chung với nàng tiên cá quá trời là vui luôn. Trời ơi, Camui sẽ cho nàng tiên cá sống trong nhà tắm đúng không? Đấy, tao tao cái đó này. Hay nàng tiên cá, nàng cứ yên tâm đi, bây giờ nha, tôi sẽ nhờ người đến nhà của Simmy và Camui. À không, khỏi cần nhờ, tôi với Kairon tự làm luôn. Bọn tôi sẽ gọi là xây một cái hồ bơi thật là to ở trong nhà của Sim với Camui để cho nàng tiên cá đó nó sống, chịu không? Cũng được đúng không? Đúng rồi, hãy đến nhà của Sim với Camui đi, chứ nàng tiên cá mà sống gọi là ở ngoài đây nè, sợ nguy hiểm lắm, gặp cướp biển đâu có kiểu á, hiểu không? Ừ, hiểu mà. Ok rồi, hay vậy quyết định vậy nha. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mình sẽ đưa nàng tiên cá về sống chung với gọi là chị em Camui và Simmy nha bạn nha, để cho nàng tiên cá không gặp nguy hiểm với mấy bọn cướp biển. Ok rồi, đi theo tôi nào nàng tiên cá. Đi thôi, let's go. Thôi. One eternity later. Rồi nàng tiên cá ơi, bạn thấy bạn sống ở chỗ này được không? À, chỗ này nhiều hoa quá, thích quá. Trời ơi, quá thích luôn đúng không? Nè, tôi với Nga là tôi tốn nhiều tiền lắm để xây được cho bạn cái hồ bơi như thế này á, nhìn thích không? Thôi, có hoa, có cá, thích rồi, cảm ơn Phong nha. Trời ơi, có gì đâu mà cảm ơn. Hả? Không, cái gì kìa vậy? Hả? Quá cái gì sai nha. Lúc ông bảo là có gì nàng tiên cá về nhà của xí mở đi, bởi vì tôi là con gái với nhau mà. Ủa sao giờ lại qua nhà ông là sao? Ủa gì kìa? Bởi vì là tôi thấy tôi có cái sân to hơn nhà của mấy người, cho nên tôi xây hồ bơi ở chỗ tôi là hợp lý nhất, hiểu không đó? Không, trong khi là kiến trúc của nhà là cũng như nhà nào chứ kể hay lại có ý đồ gì? Đúng rồi nhờ. Ê, bậy nha,
vậy à, tôi có ý đồ gì đâu. Trời ơi trời, tôi với nàng tiên cá chỉ là bạn với nhau thôi, chứ có ý đồ gì mấy người nghĩ gì bậy em bạo quá. Thôi vậy, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Bây giờ nè, nàng tiên cá ơi. Nàng tiên cá, bạn bạn thấy sống ở bên dưới đó vui không? Vui, dễ sợ luôn á, thì nước mát trong lành lắm luôn á. Ok, nếu như mà bạn có đói bụng á thì bạn cứ nói với tôi, có gì tôi mua bánh kem cho bạn ăn nha. Đừng có ăn cỏ, ăn tảo biển nữa, rất là nguy hiểm á, nhiều vi khuẩn lắm, hiểu không? Người cá ăn rong biển có gì đâu bình thường mà ta. Thôi, ăn bánh kem đi, ăn bánh kem ngon hơn, để có gì tôi mua bánh kem cho. Bánh kem là ăn gì đó? Mình gian tị với người cá quá, nhìn Sam người có cái đuôi cá nhìn hay dễ sợ luôn á. Có khi nào là mình như thế đâu ta. Thôi bây giờ Sim muốn không? Bây giờ để cay dẹp luôn cái quán trà sữa, cay cay say cái hồ nước cho Sim biết không? Ớt đi nha. Trời ơi. Thôi rồi. Ước mơ thôi làm sao làm được. À vậy là hai người ước mơ được trở thành nàng tiên cá giống như Sammy hả? Thôi giỏi mà. Giỏi mà, giờ hai người xuống dưới đi. Đúng rồi, xuống dưới bơi đi, đúng rồi, đúng rồi. Xuống dưới bơi thôi, được rồi. Bọn tôi là bọn tôi muốn có cái đuôi cá giống nàng tiên cá, chứ không phải là muốn sống trong hồ nha. À vậy hả, trời ơi, làm sao mà được, bọn mình là con người mà làm sao bọn mình có được cái đuôi cá giống nàng tiên cá được. Hai người suy nghĩ gì á? Hai người không biết hình người cá hả? Đúng rồi. Nói chung mà cũng không khó, tại vì tôi là người cá mà tôi có phép thuật đúng không, thì tôi có thể biến hai người thành người cá giống tôi luôn. Ôi wow, thiệt hả? Trời ơi mấy bạn ơi, ghê vậy ta. Tính ra là Sammy là người cá mà còn biết phép thuật nữa bạn ơi. Có thể dùng phép thuật biến cho Camui với lại là Simmy trở thành người cá luôn, gì ghê quá ta. Ủa đâu Sam thử làm coi. Rồi bây giờ hai người xuống nước đi. Bây giờ tôi để muốn biến hình là phải xuống nước trước. Đó rồi, đứng gần nhau. Đúng rồi, tôi xuống rồi. Rồi chuẩn bị nha. Ôm là hồ biến. Wow, ủa Camui chỉ có đôi kìa. Trời ơi, trời ơi, trời, hai người đẹp quá nha. Trời ơi, cay. Bạn nhìn thấy Camui với Simmy cũng có đuôi luôn không? Kìa, nhìn kìa. Ôi, trời, tính ra bây giờ hai người cũng biết là nàng tiên cá rồi. Ê, nhưng mà khoan. Ủa, Camui ơi. Đây. Sao vậy là nàng tiên cá chị có sừng vậy? Ủa, chị có sừng mà. Ủa, chị Camui ơi. Ủa, chị Camui ơi, tại sao nàng tiên cá lại mọc sừng vậy chị? Kỳ vậy? Sao ơi, sao tôi còn đang có sừng vậy? Rồi xong rồi, phép thuật lỗi rồi. Phép thuật lỗi rồi. Trời ơi bạn coi kìa, chị Camui biết hành nàng tiên cá mà có sừng mấy bạn ơi. Trời. Thiệt luôn á trời. Biến lại cho tôi đi trời. Thôi, biến lại làm gì, nhìn dễ thương mà trời. Mà khoan, không muốn có sừng đâu. Hai người biến hành nàng tiên cá rồi, hai người thử bơi sâu xuống bên dưới coi hai người có thở được dưới không? Có thở được không? Ủa, trời ơi, thở như bình thường luôn á. Thở được nha. Gì mà đảo quá vậy? Trời ơi. Nè, tôi nói cho mấy người biết nha, bọn tôi á không cần đến phép thuật đâu, bọn tôi tự biến hành nàng tiên cá cũng được á. Coi bọn tôi nha, Kairon chuẩn bị chưa? Ủa? Ông định biến hành nàng tiên cá thiệt luôn hả? Đúng rồi, bọn mình biến hành nàng tiên cá cho mấy người kia sợ chơi luôn. Nè, bọn mình sẽ biến hành những anh chàng gì ta, chàng tiên cá chứ phải là nàng tiên cá, chàng tiên cá sáu múi đẹp trai. Ok. Được cái bình thuốc này. Ok, đây đây, từ để tôi vô nhà tôi lấy bình thuốc. Đây, bình thuốc nè. Đây, cay một bình, mình một bình. Nè, mấy người kia coi bọn tôi biến hành nàng tiên cá nè. Ok, chuẩn bị nha. Nhăm. Tham nè. Ông la hồ bi. Bùm. Đó, ghê chưa mấy bạn. Bây giờ mình đã biến thành người cá đẹp trai sáu múi rồi nè. Đấy, còn đây là Kairon. Đấy, mấy người thấy ghê không? Ghê chưa. Thấy không nè, nhìn nè. Cái đuôi của tôi nè. Sao Phong biến thành người cá, Phong có sáu múi vậy? Như cây ấy. Không biết nữa, trời ơi, nhìn ghê. Ai có hỏi nè, ủa sao không biến thành nam tiên cá, nhìn như hai con cá chê vậy? Trời ơi, nhìn cái tính ra. Tính ra nhìn bọn tôi đẹp trai như thế này mà kêu rằng nhìn giống con cá chơi. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn đang xem video nè, mấy bạn thấy Phong biến hành người cá có đẹp không? Có cả body xấu muối như thế này mà dám kêu bọn mình nhìn giống con cá chơi. Trời ơi, nhìn đẹp trai bạn đó rồi. Trời ơi, xấu muối chết đi được à. Ghê gì mà ghê, đẹp mà. Sam ơi, Sam thấy đẹp không? Đẹp đúng không? Đó, bạn thấy không? Đó, ngay cả nàng tiên cá Sammy còn phải khen mình đẹp nữa mà, đúng không? Đấy, ok. Đúng rồi. Rồi, bây giờ coi bọn tôi bơi cho mấy người coi nè. Ôi! Ôi! Ghê không? Bọn tôi có thể bơi được luôn nè. Được bình thường không? Thở được bình thường không? Thở được chứ, bọn tôi thở dưới nước được nè. Bọn tôi thở dưới nước được luôn nha, rất là ghê luôn. Đấy.
Bây giờ bọn tôi đã trở thành nàng tiên cá hết rồi đó mấy bạn ơi. Vậy là coi như là Hero Team bây giờ biến thành nàng tiên cá hết rồi nè. Hình như còn thiếu mỗi ông dịch, ông Siro thôi à. Đó, còn thiếu hai người đó là chưa biến thành nàng tiên cá thôi, chứ bọn mình biến thành nàng tiên cá hết rồi nè. Ôi trời, quá đẹp luôn. Nhưng mà Kamui là người đặc biệt nhất nha, bởi vì Kamui là nàng tiên cá có sừng. Cái gì kỳ vậy? Đúng rồi, Kamui có sừng kỳ vậy. Mà không, cũng có vây nha, cũng có vây ở trên nha, nhìn lại đi nha. Ê, tính ra cái này là cái tóc của hot boy mà không biết hả? Cái này là cái tóc của hot boy á. À không, hôm qua mấy bạn fan bảo với mình cái trên ở trên đầu của mình với Kairon đó bạn, người ta gọi là vảy cá đó. Cái này nhìn rất là đẹp luôn, nhìn đẹp thế này mà. Với lại sau lưng tôi là nhìn nè, sau lưng tôi còn có thêm cả cái gì ta, cái này cái là cái vảy cá, cái từ từ cái này là cái gì ta, à, cái vi cá của con cá heo á, nhìn đẹp không? À, trời ơi trời. Ê, thôi. Luôn. Hả? Bè đang không? Ê trời, Kamui ơi, Kamui nhìn Kairon kìa. Cái gì vậy? Sim ơi. Em cũng nghĩ là cảm nghĩ gì không Sim? Rồi xong luôn rồi Sim ơi. Bạn cai của bà. Cái này mới được gọi là nàng tiên cá. Tại vì nếu mà cai không mặc váy vô, cai là chàng tiên cá, chị hiểu không? Trời ơi các bạn ơi, các bạn coi nè, Kairon đã biến thành nàng tiên cá mặc váy các bạn ơi. Trời ơi trời, diễn ghê quá cai ơi. Sim ơi đừng khóc nữa. Sim ơi đừng khóc nữa nha, mình còn gì đâu. Thôi được rồi, thôi bây giờ bọn mình biến thành nàng tiên cá hết rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau bơi hay nào anh em ơi. Let's go. Bơi thôi, bơi thôi. Ai trời ơi, bơi vui quá mọi người ơi. À trời ơi anh em ơi, tính ra từ nãy giờ mình bơi hơi bị lâu luôn rồi á. Mình cảm thấy mỏi hết cái đuôi luôn các bạn ơi. Trời ơi trời. Ủa cái gì vậy? Sim ơi, Kai ơi, hai người đang làm trời gì vậy? Trời ơi. Vậy buồn ngủ quá, ngủ đây. Trời, ngủ gì mà ngủ, trời trời, đang bơi mà ông lên đây ông nằm, nhất là ông đã biến thành người cá rồi, ông còn nằm trên đây tí nữa ông thành cá khô luôn á trời. Ông Sim làm gì vậy? Cái này chưa bơi mỏi đuôi quá, trời ơi, không bơi nữa đâu. Ôi trời, mệt Sim quá à. Thôi, ngồi vậy đi. Tí nữa bọn mình kêu Sam biến cho hai người trở lại thành người bình thường là xong chứ gì. Ok. Ủa bạn ơi, Sam làm gì, Sam buồn quá. Ôi ơi, mọi người, sao tiên nhìn Sammy buồn quá vậy? Đâu ông ơi, bà đó thử nói chuyện với Sammy coi, bà đang buồn vụ gì hả? Ok ok, tôi qua tôi hỏi thử coi. Sam ơi. Sam. Ủa? Sao tự nhiên sao không vô đây chơi chúng mọi người đi, tôi thấy bà buồn quá vậy, bà đang buồn chuyện gì hả? Không hiểu sao nha, tôi chơi mọi người rất là vui nhưng mà thật sự là tôi nhớ biển quá à. Gì? Nhớ biển hả? Ôi không được đâu, tôi nói bà nghe nè, bây giờ bà mà ra ngoài biển á là sẽ gặp gọi là cướp biển rất là nguy hiểm luôn. Nói chung là bọn tôi xây cái hồ cho bà sống ở đây á, chỉ là muốn giữ an toàn cho bà thôi, hiểu không? Thì tôi biết nhưng mà không hiểu sao tôi cảm giác tôi muốn bơi ra khỏi biển khơi, tôi muốn bơi tung tăng ngoài biển ấy, còn ở trong này chật chội lắm, khó chịu lắm. Hay, trời ơi trời. Tính ra cũng đúng nha mấy bạn ơi. Tính ra là Sammy là nàng tiên cá. Từ nhỏ đến lớn giờ Sammy đã sống ngoài biển rồi. Bây giờ mà tự nhiên đưa Sam về cái hồ bơi bé tí tẹo thì cũng tội cho Sam thiệt. Hay, tính ra thì hay, tội nghiệp Sam quá bạn ơi. Nhưng mà ra ngoài biển á, thì lại gặp cướp biển. Bây giờ làm cách nào vậy ta? Xây một pháo đài cho Sammy. Đúng rồi, Kamui nói đúng nè, tôi mới vừa nghĩ ra ý này luôn nè các bạn ơi. Hay là bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau xây cho Sammy nguyên một cái tòa lâu đài ở ngoài biển luôn. Đó, thì Sammy có thể núp ở trong đó nếu như gặp cướp biển. Ồ, đúng rồi, hợp lý mọi người ơi. Ok ok, Sam ơi, Sam. Tôi nói bà nghe nè, bây giờ bà muốn về lại biển đúng không? Ok, yên tâm đi, về lại biển thì chuyện đó quá đơn giản. Bọn tôi vừa mới nghĩ ra một ý này đó hay. Bọn tôi sẽ xây cho bà nguyên một tòa lâu đài ở ngoài biển luôn, được không? Thật hả? Một đấy. Lâu đài luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Không nha. Rồi ok ok, thôi bây giờ chúng ta cùng nhau ra ngoài biển lại nào anh em. Bơi dậy. Anh em cùng chúng ta cùng nhau dậy cái đuôi nào. Dậy cái đuôi, bay về biển nào, nhanh lên. Hay rồi, cố lên. Cố lên. Sắp tới rồi, nhanh lên em. Trời ơi, mình tính ra mình mọc đuôi nhưng mà mình chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Ok, nhanh lên mọi người, qua đây. Kairon bắt cua thôi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ok rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là xây cho Sam một cái tòa lâu đài thật là bự ngoài biển nha bạn nha. Later. Ok mấy bạn ơi, vậy là từ nãy giờ 3 tiếng đồng hồ mình cùng với lại Kairon, mèo Simi và Kamui, bọn mình đã xây xong cái tòa lâu đài cho Sammy nè các bạn coi. Đó, nguyên cái tòa lâu đài đẹp ơi là đẹp luôn. Ok rồi. Sam ơi, bà đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, trời tôi không có trời luôn nè, nhanh lên tôi vừa rồi. Ok ok à. Rồi bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3 xong bà quay lại nha. Ok, okay, okay, okay. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, quay lại. Tên. Ui, nhà đẹp quá à. Đẹp không? Ui, tôi thấy đẹp nào, trời ơi, nhà vô. Đấy bà thấy không?
đâu. Bọn bà thấy bọn tôi thương bà không? Bọn tôi xây cho bà nguyên cái tòa lâu đài bằng kim cương luôn, với là bằng vàng luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Bằng vàng kim cương luôn, trời đất ơi. Ui, đúng rồi. Mọi người nhiều nha. Cảm động quá. Mà khoan đã, tôi hỏi bà nè, bà biết cái tòa lâu đài bằng kim cương này, kim cương ở đâu mà tôi có không? Không biết. Không biết đúng không? Trời ơi, kim cương này á là tôi qua nhà Kairon, Camu với lại mèo Simi tôi lấy đem đi xây á. Hả? Gì vậy? Trời ơi trời. Tính ra là nhà tôi nghèo thấy mồ, làm gì có kim cương, cho nên là tôi thấy nhà Kairon nè. Nghèo trời ơi. Nghèo ai? Trời ơi, Camu, Kairon với mèo Simi gọi là bán bánh mà quá trời tiền luôn. Làm ơn cho tôi xin ít kim cương cho xây cái tòa lâu đài, có nhiêu đâu. Nhiêu đây. Khoe kim cương. Nhiều đây, nhiều bao nhiêu đây, có hơn ngàn viên kim cương thôi, có nhiêu đâu. Đây mà không ơi, chưa hỏi cái nha. Gì? Tính ra là mình xây nhà an toàn đúng không? Ừ. Là mình xây nhà an toàn để mình chống cướp biển, mà giờ mình xây bằng kim cương á thì lũ cướp biển á nó sẽ gọi để ý hơn á ba. Ừ ha, tính ra là bọn mình xây tòa lâu đài này để gọi là bọn mình bảo vệ Sammy không bị cướp biển bắt. Mà bọn mình xây bằng kim cương thì bọn cướp biển bọn nó thấy được cái tòa lâu đài bằng kim cương, xong rồi nó sẽ chạy đến đây luôn đúng không? Đúng rồi. Ừ. Sao mình thấy nó hơi sai sai các bạn ơi. Thấy hơi sai sai đó. Chạy đi kệ. Tôi nghĩ rằng là tòa lâu đài này bằng kim cương thì nó rất là kiên cố và cứng cáp luôn, cho nên là tôi nghĩ rằng là bọn cướp biển bọn nó không có gọi là thế nào mà chui được trong ngôi nhà đâu. Yên tâm, bảo vệ được Sammy mà yên tâm. Thôi rồi, Sam ơi, bà có thấy thích cái ngôi nhà này không? Ừ, thích mà, trời ơi to đẹp nữa, cảm ơn mọi người nhiều nha. Trời ơi, với lại cái này á, nhiều khi cũng không phải là ngôi nhà các bạn, cái này phải nói đúng ra là lâu đài, phải là ngôi nhà đâu. Bây giờ bọn mình cùng nhau ra ngoài ngắm lại cái lâu đài này nào. Ok. Trời ơi, phải công nhận một điều nha. Đứng từ xa nhìn cái lâu đài nhìn thích gì đâu, trời nhìn nó đẹp ơi là đẹp luôn. Mà nhìn thích mà nó lấp lánh ghê luôn, nó ước gì mà mình cũng có ai đó tặng mình cái tòa lâu đài kim cương to như thế này nhỉ. Còn lâu nha ca mui, trời ơi em chỉ xây tặng cho mình Sam thôi, chứ chị thì còn lâu, chị còn lâu mới được tòa lâu đài đẹp như thế này. Trời đất ơi. Ủa Phong, tôi nói ông nghe nè. Hả? Ủa tôi nhắc cái tòa lâu đài nó xây bình thường, sao nó có cái trái tim to ở trên kia vậy? Nó to lắm luôn á. Cái trái tim hả? Cái trái tim á là tôi tôi xây chơi thôi chứ không có gì đâu. Trời ơi, xây chơi hay là xây trái tim để tặng ai đó? Trời ơi. Bậy nè, trời ơi, tôi có tặng ai đâu. Cái trái tim này là tôi xây là để sao ta chứng minh tình bạn của tôi với lại Sammy, phải không? Thế à. Tình bạn đó hả? Tình bạn mà. Tình bạn thôi. Ok. Ok, và nói chung là trong tập này thì Hero Team bọn mình đã biến thành người cá, và sau đó bọn mình đã xây được một cái tòa lâu đài bằng kim cương để tặng cho Sammy nè. Sammy thích không Sam? Thích, trời ơi, thích quá trời luôn nè. Thích đúng không? Rồi ok, thì mấy bạn có thấy thích tòa lâu đài hay không? Và bạn muốn gọi là Hero Team bọn mình có muốn biến bọn mình thành người cá đó hay không? Thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Chắc là tập sau mình sẽ rủ Siro với là ông Mr. Dịch vào đây để biến thành người cá luôn bạn ơi. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn subscribe, đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy đăng ký ủng hộ cho tất cả thành viên của Hero Team đó nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.